Thương vụ mượn Hồ Văn Cường từ Sông Lam Nghệ An của câu lạc bộ Công an Hà Nội FC tiếp tục gây xôn xao với diễn biến mới khó lường. Theo tìm hiểu, để có thể mượn Hồ Văn Cường trong vòng 1 năm, câu lạc bộ Công an Hà Nội phải cho Sông Lam Nghệ An mượn lại một ngoại binh để thi đấu ở V-League năm 2023 đến năm 2024. Đội đương kim vô địch V-League đề xuất phương án John Priva đã được Sông Lam Nghệ An đồng ý. Tuy nhiên, mọi việc lại không suôn sẻ như dự tính. Trong diễn biến mới nhất, phía John Priva không đồng tình với mức thưởng mỗi trận đấu dành cho từng cầu thủ mà Sông Lam Nghệ An đưa ra. Thông qua người đại diện, tiền đạo đã ghi 11 bàn cho câu lạc bộ Công an Hà Nội ở mùa trước cho biết không chấp nhận việc thi đấu cho đội chủ sân Vinh tại V-League năm 2023 đến năm 2024. Điều này khiến cả hai câu lạc bộ Công an Hà Nội và Sông Lam Nghệ An đều rơi vào thế khó. Phía câu lạc bộ Công an Hà Nội đang nỗ lực trao đổi với John Priva để tìm phương án giải quyết phù hợp. Đáng chú ý, trong trường hợp chân sút 29 tuổi vẫn nhất quyết không đổi ý, rất có thể câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ cho Sông Lam Nghệ An mượn một ngoại binh khác, đó là tiền đạo Rafael Success. Mùa trước, Rafael Success gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội từ giai đoạn 2 và ghi được 4 bàn thắng. Cầu thủ này cho thấy sự hòa nhập khá nhanh với môi trường V-League. Theo quy định, 24 giờ trước khi vòng 3 V-League năm 2023 đến năm 2024 diễn ra, các đội bóng mới chốt ngoại binh. Vậy nên, Sông Lam Nghệ An vẫn có đủ thời gian để đăng ký bổ sung cầu thủ. Hiện đội bóng này đang có hai ngoại binh trong đội hình là tiền đạo Olaha và hậu vệ Jimic Mario. Với Hồ Văn Cường, cầu thủ này đã có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của câu lạc bộ Công an Hà Nội ở mùa giải năm nay. Hạn đăng ký cầu thủ nội đã hết, bởi thế nếu Sông Lam Nghệ An có đòi lại người, họ cũng phải chờ đến hết lượt đi mới được sử dụng cầu thủ này. Do vậy, phương án hợp lý nhất vào lúc này là chờ đợi sự đồng thuận từ một trong hai ngoại binh của câu lạc bộ Công an Hà Nội.